Hi chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh tachiba.com. Và trong video này mình sẽ mở hộp và trên tay review cho các bạn một cái sản phẩm khá là thú vị. Đó vậy là cái sản phẩm đó là giắc hàn 3.5, 3 khắc và 4 cái điểm tiếp xúc. Mình mua với mức giá hai cái là 24.000, mình được free ship nha. Cái sản phẩm này mình mua trên Sen Đỏ. Cái mức giá hiện tại mình tham khảo là tầm khoảng 18.000 cho một cái sản phẩm này. Đây. Đây, cái giắc này là cái dạng giắc rồi. Thì thông thường các bạn mua những cái chiếc tai nghe về sử dụng á, những cái chiếc tai nghe các bạn rất là đắt tiền, thì khi mà các bạn sử dụng, trong quá trình sử dụng, thí dụ giống như các bạn nằm hay là xem phim, hay là các bạn có thể co giật hay là lỡ tay mà mạnh quá thì nó sẽ bị gãy và bị đứt một trong những cái sợi điện bên trong cái giắc này. Thì khi mà đứt những cái sợi điện này á thì các bạn sẽ không còn nghe được nữa, hay là nghe chập chờn, tiếng lúc có lúc không, hay là các bạn nghe được một bên hay là hai bên nghe nhưng mà cái mic nói chuyện không nghe, thì các bạn khá là bực bội cho một cái sản phẩm mà tai nghe nó mắc tiền nhưng mà lỡ làm thì các bạn bỏ, các bạn tiếc. Thì cái việc mà nhiều bạn dứt bỏ đi chiếc tai nghe của mình, thậm chí mình thấy khá là tiếc, thì các bạn do không biết là trên thị trường nó có bán những cái sản phẩm này, đó là những cái sản phẩm giắc tai nghe rời, để các bạn hàn vô cái tai nghe mình và nghe lại bình thường, cứu sinh cho cái chiếc tai nghe của mình, mà chiếc tai nghe của mình dù có bị hư hỏng đi nữa, hay là những cái sản phẩm cáp kết nối như thế này mà nó lỡ bị đứt, bị gián đoạn, thì các bạn cũng có thể tự ở nhà tự chế, tự làm cho mình một cái giắc như vậy. Cái giá khá là rẻ, tầm khoảng 18.000 một giắc thôi. Mình thích nhất ở chiếc giắc này đó là về thiết kế toàn bộ của nó đều là kim loại chứ không phải là bằng nhựa như thế này. Nhựa như thế này nó rất là dễ gãy, và kim loại như thế này nó sẽ hạn chế được cái việc mà các bạn sử dụng cắm vào điện thoại nó sẽ bị gãy, hay là nó bị hư cái điểm tiếp xúc ở cái phần giắc và phần dây điện. Khi mà các bạn nghe gãy tới gãy luôn như thế này thì lâu dài nó cũng sẽ bị hư và các bạn bỏ đi các phí. Thì bên trong cái sản phẩm này nó cũng sẽ được trang bị một cái lò xo để giúp mà khi các bạn bẻ được cái sợi điện qua, bẻ sợi điện lại, thì nó cũng sẽ giảm được cái lực chính vào cái sợi dây điện, sẽ giúp cân bằng lại được cái lực và giảm thiểu cái việc mà đứt. Thì bên trong này thì nó sẽ có 4 cái khắc khác nhau để các bạn sử dụng. Dụng hàn thì các bạn chỉ cần đo được cái đường điện ở bên trong cái giắc tai nghe. Các bạn cắt tai nghe thì các bạn chỉ cần cắt lên một tí thôi, các bạn lấy điện mà đo, bạn sử dụng điện mà đo thì xem cái giắc nào nằm ở giắc nào, thì các bạn cứ đúng hàn vào, đúng với lại cái giắc đó thì các bạn có thể nghe và nói chuyện mic được bình thường khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm này hàn vào. Ví dụ như đứt thì mình có thể hàn nữa, nhưng mà cái dây tai nghe các bạn sẽ bị mất thêm một khúc thì sử dụng cũng khá ok, thay vì các bạn bỏ đi chiếc tai nghe trị giá hàng vài trăm ngàn đồng của mình. Về cái phần giắc tai nghe này thì nó cũng sẽ có hai loại nha. Một cái loại thì nó sẽ có 4 chân tiếp xúc như thế này, và có một cái loại thì nó sẽ có 3 chân tiếp xúc, là 3 chân tiếp xúc của loại này. Loại này thì các bạn chỉ sử dụng được tai nghe thôi chứ các bạn không có sử dụng được mic, do cái chân tiếp xúc mic đó là cái chân tiếp xúc cuối. Khi mà các bạn mua những cái chiếc tai nghe mà nó có mic á thì đứt, các bạn cũng phải mua giắc hàn, các bạn phải lưu ý nha, mua có 4 chân tiếp xúc để khi mà các bạn hàn vào á thì nó có thể nghe được và nói chuyện mic nghe được thoải mái. Còn khi mà các bạn mua những cái sản phẩm chân tiếp xúc nó 3 chân tiếp xúc thì bạn hàn vào chỉ nghe được âm thanh thôi chứ không có sử dụng được mic, thì các bạn phải chú ý cái điều này. Về cái phần này thì nó làm bằng kim loại, thì các bạn chỉ cần đút cọng dây vô đây và hàn lại và dặn lại như thế này, và các bạn có thể sử dụng chiếc tai nghe của mình cảm thấy nó thoải mái. Và các bạn không có cái đầu hàn hay là không có máy hàn thì các bạn có thể chạm hàn, thì các bạn có thể lại những cái anh mà sửa điện thoại di động á, thì bạn có thể nhờ ảnh hàn cho các bạn với cái chi phí tầm khoảng 10 đến 20.000 thôi, thay vì các bạn đầu tư cái này là tầm khoảng 18.000 và chi phí hàn 20.000 đến 40.000 thôi mà các bạn có thể sử dụng thoải mái. Còn việc mà các bạn dứt bỏ đi những cái chiếc tai nghe tầm khoảng vài trăm ngàn thì khá là tiếc nha, nhất là những cái chiếc tai nghe xịn của Sony hay là những cái chiếc tai nghe của Samsung thì mình thấy Apple thì mình khá là mắc, và những cái chiếc tai nghe đó hư là chỉ một là hư những cái sản phẩm này thôi, cái giắc này thôi. Cái giắc này bị gãy thì các bạn sẽ có hiện tượng là nghe rất là chập chờn, lúc thì nghe một bên, lúc thì nghe hai bên, rồi lúc thì nói chuyện không nghe, và lúc thì chập chờn. Thì các bạn chỉ cần cắt cái mic giắc cái bỏ và thay vào cái giắc mới thì bạn thể nghe thoải mái nha. Thì trong video này mình cũng đã mở hộp và review cho các bạn một cái sản phẩm giắc hàn 3.5 mà rất là nhiều các bạn không biết, nhất là những cái sản phẩm tai nghe khá là mắc tiền của mình. Thì đây sẽ là một cái phao cứu sinh cho những cái chiếc tai nghe của bạn hay là những cái phụ kiện sử dụng giắc 3.5 của bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy bấm like, share cũng giống như là subscribe kênh tachiba.com của mình, và đừng quên nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của mình. Cái link mua sản phẩm này mình sẽ để dưới phần mô tả video và phần ghi bình luận, các bạn bấm vào để mua nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.